Mai Phương Thúy lên tiếng về lý do mang dép bệt đi ăn cưới Mizu. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn xác nhận tổ chức đám cưới ở ba nơi, thân nhau gần thập kỷ, nhưng Harilu liên tục vắng mặt trong ngày cưới Mizu. Bất ngờ về anh tài mong manh này, tổng tài 34 tuổi sẽ chuyện bước ra. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối của ống kính hậu trường. Sau đây, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Mai Phương Thúy lên tiếng về lý do mang dép bệt đi ăn cưới Mizu. Nàng hậu cho biết làm vậy vì tôn trọng Mizu và Minh Đạt. Hình ảnh Mai Phương Thúy dự tiệc cưới Mizu và thiếu gia Minh Đạt mới đây đang được chia sẻ mạnh trên mạng. Tại tiệc cưới, Hoa hậu Việt Nam 2006 mặc gợi cảm với áo xẻ sâu, chân váy ren. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét cô không chỉn chu, lạc quẻ khi mang dép bệt ăn cưới. Mai Phương Thúy cho biết rằng cô tuân thủ dress code khi dự cưới Mizu. Tôi chọn đôi giày đế bệt thấp nhất để đứng chụp ảnh với cô dâu, chú rể. Tôi trông không quá cao. Đó là cách tôi tôn trọng nhân vật chính của bữa tiệc, Mai Phương Thúy nói. Hoa hậu Việt Nam 2006 nói thêm rằng cô bị ốm trong đêm dự tiệc cưới của Mizu. Cô phải mang giày bệt để đảm bảo sức khỏe. Đôi dép bệt của Mai Phương Thúy đến từ thương hiệu đắt đỏ. Cô phối trang phục cùng tông màu đen, điểm nhấn là đồng hồ Rolex và túi xách Chanel. Do có chiều cao đến 1,8m, Mai Phương Thúy trông nổi bật dù chỉ mang dép bệt. Trong ảnh chụp cùng Quốc Trường, cựu siêu mẫu Xuân Lan, MC Minh Sù, cô đều trội hơn. Trong những bức ảnh chụp cùng cô dâu, chú rể, Mai Phương Thúy chủ yếu ngồi để không lấn át nhân vật chính của bữa tiệc. Hà Chí Quang và Thanh Đoàn xác nhận tổ chức đám cưới ở ba nơi, cặp đôi tổ chức ở Sài Gòn, Đồng Tháp và một nơi có biển vào tháng 11 tới đây. Vượt qua áp lực từ dư luận, Hà Chí Quang công khai mối tình đồng giới với Thanh Đoàn. Chuyện tình của cặp đôi được gia đình hai bên ủng hộ. Trải qua nhiều năm chung sống, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn có với nhau hai nhóc tí bụ bẫm, đáng yêu bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ tại Thái Lan. Mới đây nhất, Hà Chí Quang đã có những chia sẻ về kế hoạch tổ chức đám cưới với Thanh Đoàn. Anh hạnh phúc cho biết, chuẩn bị cho tiệc cưới thật là nhiều việc phải làm. Làm ba nơi Sài Gòn, Đồng Tháp và một nơi là biển. Cả nhà thử cho Quang ý kiến nên làm tại quê của Quang ở Vũng Tàu hay ở Phú Quốc đây ạ. Theo chia sẻ, đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ở ba địa điểm khác nhau với sự tham dự của người thân cùng nhiều sao Việt thân thiết. Phía dưới phần bình luận, anh còn không quên nhắn gửi bạn bè chờ lịch vào 3 tuần đầu tiên của tháng 11 để tham dự hôn lễ. Trước đó, vợ chồng Việt Hương là hai khách mời đầu tiên xác nhận tham dự hôn lễ của Hà Chí Quang và Thanh Đoàn. Thân nhau gần thập kỷ, nhưng Harilu liên tục vắng mặt trong ngày cưới Mizu. Chuyện gì đã xảy ra? Thân nhau gần cả thập kỷ, luôn gọi nhau hai tiếng tri kỷ nhưng Harilu liên tục vắng mặt trong ngày trọng đại của Mizu. Được biết cả hai đã bên nhau 8 năm và thường xuyên có nhiều buổi gặp gỡ thân thiết, luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của đối phương. Vì thế mà khán giả vô cùng mong chờ khoảnh khắc Harilu xuất hiện tiễn bạn thân về nhà chồng. Tuy nhiên dân cư mạng lại soi ra chi tiết trong ba tiệc quan trọng là cầu hôn, phu quy vào ngày cưới chính của Mizu vẫn không tìm thấy bóng dáng Harilu. Khiến khán giả hoang mang đặt ra nghi vấn liệu rằng cặp đôi đã sứt mẻ tình bạn. Trong tiệc cầu hôn của Mizu và chồng thiếu gia hồi tháng 5, Harilu đã từng đăng status cho biết rất hào hứng, dậy từ sớm chuẩn bị. Khi đó, nhiều người cứ ngỡ anh sẽ tham dự lễ cưới Mizu nhưng hóa ra nam diễn viên lại vắng mặt. Cùng ngày, Harilu bị tìm qua đường bắt gặp xuất hiện ở quận 7 và không có bất kỳ động thái chúc mừng nào liên quan đến cô bạn thân. Trong lễ phu quy vừa qua được tổ chức ở nhà riêng Mizu, theo nguồn tin của chúng tôi thì nữ diễn viên và chồng đã đặt áo dài cho hai bên gia đình cùng 29 thành viên B-Trap. Harilu cũng được may riêng áo dài với các thành viên nhà trai. Thế nhưng đến ngày, cư dân mạng kiếm đỏ mắt cũng không thể nhìn thấy anh. Nam diễn viên đã quay xe phút chót không lộ diện cũng không có bất kỳ lời giải thích công khai nào. Điều này khiến dân tình càng thêm khó hiểu. Dù là một trong những người nhận thông báo đầu tiên nhưng đều vắng mặt trong hai dịp quan trọng. Thế nhưng đến ngày cưới chính của Mizu anh lại không xuất hiện vì bận công tác ở Thái Lan. Lần này thì anh lên tâm thư giải thích nhưng bất ngờ về anh tài mong manh này. Giao diện chiến đét nhưng hệ điều hành dễ vỡ. Tủi thân vì bị anh lớn mắng, rơi nước mắt khi nhận được sự động viên. Ngồi một mình cũng thấy ghê. Tham gia show thực tế anh trai vượt ngàn trong gai, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả bất ngờ vì vô cùng tình cảm và một tâm hồn mong manh dễ vỡ. Trái ngược với vẻ ngoài có phần gai góc, cun ngầu, nam ca sĩ khi ở cùng các anh lớn lại như một cậu em trai non nớt cần người che chở. Tủi thân vì bị anh trai tự long lớn giọng nhắc nhở vì chưa thuần thục động tác. Hưng, anh nói thật chỗ này em hay trượt. Thế đàn anh lớn tiếng, Tuấn Hưng liền sủi lơ, anh nói chuyện với em, anh cứ nhẹ nhàng, anh đừng mắng em như thế. Em bé nhất nhà mà. Ngay sau đó nghệ sĩ nhân dân đã phải hạ tông giọng vì sợ cậu em tổn thương. Ngoài ra, trong hậu trường, trước khi đến phần biểu diễn chính thức của nhóm, nam ca sĩ đã xúc động rơi nước mắt khi nhận được sự động viên từ hai nhóc tì. Điều này khiến fan vô cùng bất ngờ vì không ngờ anh chàng U50 này lại sống tình cảm và màu nước mắt như vậy. Tuấn Hưng cũng nghẹn ngào cho hay, tôi cũng không biết sẽ đi đến phòng nào, nhưng tất cả những cảm xúc mình vừa nhận được, đó là điều bất ngờ từ những tình yêu lớn nhất của cuộc đời. Các con của mình đã dành những lời động viên.
Tổng tài 34 tuổi xé chuyện bước ra, top 1 mê vợ gọi tên thiếu gia Minh Đạt. Đôi trai tài gái sắc Mizu Minh Đạt vừa chính thức về chung một nhà vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Dù đám cưới của cặp đôi đã khép lại xong đến hiện tại, cư dân mạng vẫn còn rất lị, để lại bình luận bàn tán rôm rả. Khoảnh khắc chú rể Minh Đạt như tổng tài xé chuyện bước ra ở đám cưới là một trong số đó. Trong khoảnh khắc này, thiếu gia công ty nhựa mặc vest đen bảnh bao, quay chụp ở sân khấu tiệc cưới trước giờ di của giây phút quan trọng, gương mặt sáng bừng, vóc dáng cân đối trong bộ vest được may đo riêng, nụ cười hiền lành. Tất cả đều khiến ai nấy phải trầm trồ. Trong lễ cưới hào môn, Minh Đạt gây ấn tượng khi trổ tài thổi sáo bài Mi Hát Will Go On tặng cho bà xã. Sau tiết mục biểu diễn ý nghĩa này, Minh Đạt đã bật khóc nức nở, nhìn về phía lối dẫn vào lễ đường để chờ đợi Mizu. Nam thiếu gia thề nguyện với Mizu trong lễ cưới, lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận, những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát này cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hy vọng có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời, vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em. Sau khi tổ chức đám cưới trong mơ, thiếu gia Minh Đạt và Mizu đã đi tăng hai tại một địa điểm ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cùng hội bạn thân. Đáng chú ý, Mizu và Minh Đạt cùng mặc trang phục tông màu trắng, liên tục kè kè sát bên cạnh nhau. Trong clip, nữ diễn viên sinh năm 1989 hài hước chia sẻ về tình trạng khi đi tăng hai hậu đám cưới. Đây là Mizu sau đám cưới. Minh Đạt chuẩn bị gục rồi. Dù đang say xỉn, thiếu gia Minh Đạt vẫn không quên thả tim, khẳng định chủ quyền bằng cách vòng tay ôm vào vai bà xã. Anh còn tình cảm gục xuống vai cô. Qua hành động này, cư dân mạng đã dần dần cho rằng Minh Đạt chính là người đàn ông xếp vị trí top 1 mê vợ, sơ hở là thể hiện bày tỏ tình cảm với nửa kia. Minh Đạt có tên đầy đủ là Trần Duy Minh Đạt, sinh năm 1990, kém Mizu 1 tuổi. Anh từng tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và quản lý tại Đại học Virginia, Mỹ, thạc sĩ quản trị kinh doanh, MBA tại Đại học California, Mỹ. Minh Đạt là con trai một công ty nhựa cực kỳ nổi tiếng. Từ tháng 6 năm 2016, anh đảm nhận vị trí giám đốc vận hành, cu cho chi nhánh của công ty nhựa ở Mỹ. Tính đến hiện tại, anh đã là cu được hơn 8 năm và trong thời gian đó, anh cũng là trợ lý tổng giám đốc của nhựa Duy Tân. Song song với đó, Minh Đạt cũng tham gia các hoạt động của trong giới doanh nhân trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn hết thầy, Minh Đạt còn được nhận xét là cực kỳ yêu thương và chăm sóc vợ. Nữ diễn viên chia sẻ về chồng trong bài phỏng vấn: từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc. Mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra định mệnh. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như hai người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic, còn tôi thiên về nghệ thuật. Chúng tôi như hai mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Đám cưới cũng là dịp mà cư dân mạng được hiểu rõ hơn về chuyện tình yêu của Minh Đạt và Mizu. Dù một bên là người nổi tiếng, còn một bên là gương mặt triển vọng giới kinh doanh, nhưng trước đó cặp đôi hoàn toàn giấu kín mối quan hệ, đến khi chuẩn bị về chung một nhà mới công bố khiến dân tình ngã ngửa. Được biết Minh Đạt và Mizu từng công khai sánh đôi tại một sự kiện hồi tháng 3 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, cả hai sang Pháp chụp ảnh cưới, và tận cuối tháng 4 năm 2024, Mizu chính thức thông báo sắp theo chàng về dinh. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.